tuổi canh tuất sinh năm 1970 bước sang tháng 3 âm lịch năm quý mão 2023 là hung hay cát phúc hay họa giàu hay nghèo làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn được nhiều vận may tới với mình hôm nay mây được tử vi rất vui khi gặp lại quý vị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi canh tuất sinh năm 1970, được các nhà chiêm tinh học, nhà tự vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi canh tuất hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đội vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý vị cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngày sau đây nhé tổng quan về tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thuộc mệnh Kim thoa xuyến Kim xuyến bằng vàng người tuổi Canh Tuất thường rất tài hoa cẩn thận và biết tính toán Tuy nhiên một số người tuổi Canh Tuất cũng khá bảo thủ không thích người khác can thiệp vào công việc của mình họ luôn mong muốn có được thế giới riêng không phải bận tâm đến mọi việc xung quanh với người tuổi canh tuất, sự bình luận, đánh giá của người khác không hề quan trọng, mà điều quan trọng là tự mình có cảm thấy thỏa mãn, hài lòng hay không. Chính vì tính cách này mà họ thường thấy không thuận lợi và thoải mái khi giao tiếp với mọi người. Nguyên tắc sống của họ là luôn kiên trì theo quan điểm của mình, cho dù thất bại họ cũng không muốn thay đổi. Vì vậy, đôi khi họ để những cơ hội tốt tuột khỏi tầm tay. Tuy cố chấp như vậy nhưng họ cũng là những người chính nghĩa và sẽ không bao giờ làm những việc chỉ có lợi cho mình mà lại gây tổn hại cho người khác. Người tuổi canh tuất khá cẩn trọng và cũng hơi bảo thủ trong chuyện tình cảm. Tuy không phải là người lãng mạn và cũng không biết cách thể hiện tình yêu nhưng họ luôn trung thực và tôn trọng lời hứa của mình. Họ coi trọng gia đình và sẽ cố gắng để tìm được người bạn đời đáng tin cậy, xứng đáng làm chỗ dựa cho họ trong suốt cuộc đời. Họ cũng sẽ cố gắng làm việc hết mình để chăm lo tốt nhất cho gia đình. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh tuất, sinh năm 1970, trong tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023 trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 3 âm lịch, năm quý mão 2023, vận trình sự nghiệp của người tuổi canh tuất, sinh năm 1970, đang có điểm báo trải qua một tháng nhiều khó khăn, vất vả, bùa vây. Tháng 3 âm lịch này, công việc của người tuổi canh tuất gặp nhiều khó khăn và trục trặc liên tiếp xuất hiện, đòi hỏi người tuổi canh tuất cần phải bình tĩnh và khách quan để phân tích tình hình, nhìn nhận những việc mình đã làm, để phát hiện lỗi sai, từ đó tìm cách khắc phục, có như vậy thì mọi việc mới tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn. Cục diện ngủ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, đã có những tác động tiêu cực, làm cho tính cách của bạn trở nên bướng bỉnh, không chịu nhận thua, hay nhận sai về mình, khi chính bản thân mình đã gây ra hậu quả và đây là nguyên nhân khiến bạn dễ đâm đầu vào ngõ cụt thấy sai cũng không chỉnh sửa cuối cùng khiến công việc càng trở nên bế tắc hơn khi vấn đề đã xuất hiện người tuổi canh tuất nên học cách thẳng thắn đối diện với thực tế đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đổ lỗi cho người khác nếu vấn đề xuất phát từ chính bản thân bạn bạn nên dũng cảm thừa nhận người khác chắc hẳn cũng sẽ không chê cười mà ngược lại sẽ có cái nhìn khác về bạn và sẵn sàng giúp bạn một tay để khắc phục tình trạng trước mắt những người làm kinh doanh buôn bán có thể sẽ vật lộn với những vấn đề khó khăn mà mình đang phải đối mặt sự cạnh tranh của thị trường giá cả cũng như là chưa đổi mới trong các hoạt động quảng cáo gạch dưới marketing gạch dưới điều này sẽ tác động tiêu cự tới đường hướng kinh doanh của bản mệnh làm cho bạn gặp phải những vấn đề đau đầu cần phải giải quyết vận trình tháng 3 âm lịch này của người tuổi canh tuất không hẳn chỉ có những điều không như ý nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy nếu bạn chăm chỉ cần cù quyết tâm tập trung vào nhiệm vụ mình đang làm thì hoàn toàn có cơ hội để chuyển mình cải biến số phận của mình thậm chí tìm thấy hướng phát triển mới giữa lúc khó khăn sự chân thành thành khẩn của bản mệnh cũng sẽ giúp ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh bởi chẳng ai lại so đo tính toán với những lỗi lầm mà bạn không cố tình gây ra ngoài ra trong tháng cũng có các tinh giải thần xuất hiện cũng hỗ trợ cho vận trình của bạn thêm phần khởi sắc mang đến cho bạn có được vận quý nhân giúp sức giúp bạn tháo gỡ những khó khăn kịp thời Người tuổi Canh Tuất nên giữ mối quan hệ xã giao thường xuyên tốt đẹp với những người đã giúp đỡ cho mình. Đến khi bạn gặp phải khó khăn, sẽ có người khác sẵn sàng giúp bạn một tay. Về mặt tài vận, tháng 3 âm lịch năm 2023 tháng Bính Thìn năm Quý Mão, xin chia buồn với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 vì tình hình tài chính của bạn khá ảm đạm. Cục diện ngủ hành tứ hình xung, Thìn Tuất xử mùi, gây ra nhiều rắc rối, khiến vận trình tài lộc rất dễ bị tổn hao. Tháng này việc đầu tư kinh doanh dễ rơi vào tình trạng thất bại, người tuổi canh tuất cần hết sức thận trọng khi đánh giá các hạng mục đầu tư, đừng vì lời nói của người ngoài mà dao động chính kiến của mình. Tốt nhất là bạn hãy kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, đừng vì cả tin mà dấn thân vào lĩnh vực mình chưa thực sự hiểu rõ. Ngoài ra, người tuổi canh tuất cũng cần thay đổi tính cách bướng bỉnh, không chịu thua của mình khi làm ăn bạn chớ nên ganh đua với người khác, hãy nhận thức rõ vị trí và khả năng của mình để làm những việc phù hợp, không nên suy nghĩ viển vông, đặt những mục tiêu ra ngoài tầm với trong tháng cũng có đại hao là hung tinh xuất hiện việc kiếm tiền gặp nhiều khó khăn đã vậy lại rất dễ hao tốn về tiền tài bản mệnh có thể sẽ tốn một khoản tiền vào vấn đề cạnh tranh tranh đấu quyền lực hoặc chi tiêu cho cuộc sống vì thế người tuổi canh tuất hãy luôn nhắc nhở mình tiêu tiền tiết kiệm tránh được khoản nào thì nên hết sức tránh nếu không dễ rơi vào cảnh trái túi phải chạy ngược chạy xuôi đi vay mượn mà chưa chắc những gì mình thực hiện đã thu về được kết quả như ý Nguyệt lệnh Lâm dưỡng, lời khuyên cho bản mệnh tuổi canh tuất là tốn nhất nên chăm chỉ cần cù, biết cách lắng nghe người khác để không liên tục phạm phải lỗi lầm trong cuộc sống. Tháng này người tuổi canh tuất nên lấy ổn định làm trọng, nên tiến hành công việc theo nền móng cũ, phải có kế hoạch mục tiêu rõ ràng thì mới mong đạt được kết quả như ý. Người kinh doanh, buôn bán cũng không nên tính tới chuyện mở rộng về quy mô, sẽ gặp nhiều bất lợi. Đây cùng không phải là thời điểm thích hợp để bạn khởi nghiệp về kinh doanh, việc đưa ra những quyết định trọng đại sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người, rất dễ hao tài tốn của. Người tuổi canh tuất cũng nên nhớ là bản thân cần phải hành thiện tích đức nhiệt tình giúp đỡ người khác, như vậy thì vận quý nhân của bạn sẽ gia tăng các tinh phù trợ, thần Phật che chở, giúp cho bạn sẽ tai qua nạn khỏi, vượt được qua khó khăn trong hiện tại. Về mặt tình cảm, xem tử vi cho thấy tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 người tuổi canh tuất phải trải qua một tháng đường tình duyên kém sắc. Tháng này, tinh thần bạn luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, những vấn đề liên tiếp xuất hiện trong công việc, khiến bạn cảm thấy áp lực, nhưng đừng vì thế mà bạn chút nỗi khó chịu lên đầu nửa kia. Thay vì giận cá chém thớt, người tuổi canh tuất nên chủ động tâm sự với người ấy, khiến tinh thần của bạn nhẹ nhóm hơn, rất có thể, đối phương là người ngoài cuộc, sẽ có những cái nhìn khách quan hơn bạn và đưa ra cho bạn những cách giải quyết vấn đề phù hợp. Trong tháng này, một số người đã có gia đình dễ rơi vào cảnh vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn, canh chẳng lành, cơm chẳng ngọt vì những chuyện nhỏ nhặt. Dường như thời điểm này, người tuổi canh tuất không còn muốn xuống nước nữa, nên tình trạng căng thẳng càng kéo dài hơn, gây ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả mọi người trong gia đình. Đối với người đang còn độc thân, có lẽ vẫn muốn tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình, dù gặp khó khăn, bạn cũng không muốn mở lòng nhờ người khác giúp đỡ. Chính thái độ lạnh nhạt, xa cách này của bạn là một phần lý do khiến mọi người xung quanh ngần ngại không dám tiếp cận. Bạn nên cởi mở hơn, như vậy mới không để lỡ những mối nhân duyên tốt đẹp đến với mình nhé. Về mặt sức khỏe, tháng 3 âm lịch này, dù phải đối diện với nhiều căng thẳng trong công việc cuộc sống, nhưng sức khỏe của người tuổi canh tuất sinh năm 1970 nhìn chung lại có phần ổn định. Bạn hãy cố gắng duy trì thể trạng hiện tại của mình và nhắc nhở bản thân luôn suy nghĩ tích cực hơn, bạn sẽ dần khắc phục được mọi vấn đề gặp phải nếu bạn cảm thấy căng thẳng bạn cần tâm sự kịp thời với những người đáng tin cậy tránh giữ kín trong lòng và một mình tìm cách giải quyết như vậy thì bạn dễ bị căng thẳng stress dẫn đến đau đầu mất ngủ đau dạ dày trong cuộc sống hàng ngày bạn hãy cố gắng duy trì lối sống khoa học điều độ chớ vì công việc mà làm lụng quên ngày đêm gây tổn hại sức khỏe Ngoài ra, sự thay đổi thất thường của thời tiết trong tháng 3 âm lịch này cũng làm cho con người ta rất dễ mắc các chứng bệnh như cảm cúm, hay ốm vặt, người mệt mỏi, dễ mắc bệnh truyền nhiễm, người tuổi canh tuất nên biết giữ mình, bảo vệ bản thân, có như vậy sức khỏe của bạn mới được đảm bảo. Theo phong thủy, chọn bàn làm việc cũng như hướng bàn làm việc ảnh hưởng lớn đến sự thành bại trong công việc của bất kỳ ai và tuổi canh tuất cũng không phải ngoại lệ. Vậy tuổi canh tuất, sinh năm 1970, nên đặt bàn làm việc hướng nào để hợp phong thủy và gặt hái được nhiều thành công trong công việc? Theo phong thủy, các hướng bàn làm việc mà tuổi canh tuất nên bài trí theo là hướng, đông nam, diên niên, đông phục vị, nam, sinh khí, bắc và thiên y, vì tuổi này thuộc đông tứ mệnh. Phía đông nam của phòng làm việc chính là phương vị đặt bàn là thần tài của tuổi canh tuất. Các bạn cũng nên lưu ý, có một số hướng tuổi canh tuất nên tránh khi đặt bàn làm việc đó là hướng, tây nam, họa hại, đông bắc lục sát, tây tuyệt mệnh, tây bắc ngũ quỷ. Hình dáng và màu sắc chất liệu bàn làm việc. Người tuổi canh tuất 1970 thuộc mệnh kim, do đó rất phù hợp với các sản phẩm có nội thất được làm từ các nguyên liệu kim loại như sắt inox. Như vậy sẽ tăng thêm vận khí cho chủ nhân. Những người tuổi canh tuất có niên mệnh thuộc kim nên những bàn làm việc lý tưởng cho tuổi này là các dạng bàn hình tròn, hình chữ nhật hay hình móng ngựa với các gam màu như vàng, trắng. Lý do để chọn lựa bạn làm việc như vậy là vì màu trắng là màu bản mệnh của canh tuất còn màu vàng là màu tượng trưng cho hành thổ thổ sinh kim nên rất tốt. Các vật dụng trang trí trên bàn làm việc cho người tuổi canh tuất sinh năm 1970. Thủy tinh hay gương có độ láng bóng như kim loại nên cũng có tính chất như kim, do vậy nếu đặt trên bàn làm việc người mạng kim, chúng vừa là đồ vật hữu ích và vật trang trí, vừa hỗ trợ tốt cho người mệnh kim. Một số quy tắc khi đặt bàn làm việc các bạn cũng nên tham khảo thêm một số lưu ý dưới đây về cách đặt bàn làm việc cho tuổi canh tuất theo phong thủy để có được hiệu quả cao nhất. Bàn làm việc không được đặt dưới xà ngang, vì như vậy sẽ làm cho người ngồi cảm thấy bị đè nén. Bàn làm việc nên để đôi ngựa đồng nhỏ, để những chuyến đi công tác được thuận buồm xuôi gió đối với những người hay phải đi công tác xa. Bạn nên đặt một cột thủy tinh, hoặc quả cầu thạch anh lên bàn làm việc, để năng lượng trong không gian được ngưng tụ tại một điểm, giúp người ngồi được tỉnh táo và tư duy mạch lạc không nên đặt bàn làm việc đối diện cửa ra vào, vì theo phong thủy, làm như vậy người làm việc sẽ bị phân tán tư tưởng, hay mắc sai lầm, hiệu quả công việc không tốt. Bàn làm việc không nên quay lưng về phía cửa chính vì như vậy, sẽ làm cho người ngồi không được cấp trên trọng dụng, không được cấp dưới kính nể, làm việc không suôn sẻ. Bàn làm việc nên tránh xa cầu thang, vì cầu thang sẽ làm cho người ta cảm thấy tranh vinh, bất an, chất lượng làm việc, giải quyết công việc không được đảm bảo. Nếu thực hiện gợi ý hướng bàn làm việc tuổi canh tuất theo phong thủy trên đây thì nhất định những người tuổi canh tuất sẽ có đường công danh rộng mở, từ đó may mắn, tài lộc sẽ đến. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi canh tuất sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.